Tôi biết đang đi đâu. Đùa chứ. Để trước khi lên thuyền thì anh biết là em chưa ăn gì. Anh đang bảo mọi người cho em đến quán gà rán của Kuka. Thật á? Vui Yêu. không? Nếu mà thật thì sao, mà không thật thì sao? Nếu thật thì yêu, mà không thật thì Nếu thật thì yêu á? Nhớ ra. Nhớ yêu nhiều hơn. Yêu nhiều hơn. Bây giờ nhé, tới nơi rồi. Ngồi yên đây. Anh sẽ vào anh mua Có gà rán nào ở đây ạ? Có. Điều. Đây này. Thấy chưa? Em mang đi. Không ngờ là cô anh lại tâm lý thế. Cô anh biết là mình đói và mình rất thích ăn gà rán. Thế ăn luôn được không? Đói quá. Ăn luôn à? Này, ăn anh luôn bảo nhá. Không, anh mua một suất rồi anh ăn cùng được không? Đây. Trộn 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 lát đi. Ngon quá. Buổi sáng anh đã được ăn gà rán. Mời. Cảm ơn. Đi vào trong kia mua của anh nhận ra. Có. Nhưng mà mọi người không quan tâm đâu. Phải có anh Dương vào đấy mọi người mới quan tâm cơ. Bây giờ anh bây Có giờ bảo phải có Dương chứ. Bây giờ Bảo Hân là của thiên hạ rồi, làm gì được của Bảo nữa. Ghen à? Ghen. Lại chả ghen. Nào ơi. Không được lau. Liêm. Không. Nên nói đi ơi, buồn cười mà Quang Anh không có điểm nào nằm trong hình mẫu lý tưởng của em cả. Hình mẫu lý tưởng của em là người mang lại được cho em cảm xúc, còn Quang Anh không mang lại cho em cảm xúc, thế thôi. Thực ra là Quang Anh cũng sẽ tin là sau khi mà được thử 24 giờ thử yêu với Bảo Hân thì Quang Anh sẽ xác định, chắc chắn là sẽ xác định được tình cảm của mình dành cho Bảo Hân. Đấy là tình cảm kiểu gì, tình cảm như thế nào và nó là một mối quan hệ như thế nào thì mọi người hãy cùng chờ xem nhé. Này, nếu mà sập thì sao? Cùng sập với nhau mà. Wow. Wow. Ui giời ơi, giật cả mình. Lãng mạn đấy. Yo, wow. Yo. Yo. Chào ba chú. Chào ba. Wow. 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 Ê, đi vào đây. Xịn sò quá đi. Wow. Từ đẹp quá. Từ giờ chúng mình nó rộng. Cảm mừng anh yêu nhé. Sướng quá à. Mệt quá. Anh Bảo nè, Nobita ơi. Dạ, say cô. Dạ, say cô. Dạ, dạ. Xạo quá à. Không phải xạo mà. Xạo. Xạo. Không biết nói không bày đặt. Ê mà có cái gì đấy? Ăn gì vậy? Eo ơi. Toàn dầu luôn. Kinh quá. Kinh quá. Kinh quá hả? Lau tay nè. Ê chụp ảnh đi. Ừ. Chụp ảnh. Chụp máy anh đi. Ok nha. Làm gì
đấy? Đi tóc thơm, sắp thiều. Không sắp. Đi quá đi nhỏ. Sắp à? Lại đi. Úi giời ơi, ờ. Chết chưa? Hay trông dễ thương quá. Dễ thương quá. Ê làm xấu đi. Ê nhớ cái hôm mà bọn mình đi chơi. Ở đâu? Ở vườn đào ấy. Hôm đấy vui nhỉ? Hôm đấy nói chuyện kiểu hôm đấy là lần đầu tiên mà kiểu nói chuyện kiểu nhiều. Ờ, kiểu chia sẻ thẳng thắn ấy. Ừ. Thế là nói chuyện nhiều hơn. Chứ là cũng nghĩ là kiểu bạn diễn thôi. Đến lúc đấy đi kiểu có thời gian chia sẻ nhiều hơn. Làm mà xấu đi. Xấu kiểu đáng yêu. Được, đặt chấp nhận. Vẫn đáng yêu, lúc nào trở đáng yêu. Thật ra là những cái yêu cầu này là yêu cầu mà Bảo Hân không hề biết. Và Quanh sẽ phải nói Bảo Hân làm theo kiểu là rất là tự nhiên. Ví dụ là, làm thử mà xấu đi. Thì đấy là nếu mà Bảo Hân làm là Quanh đã thành công một nhiệm vụ nhá. Đây nắng nữa. Đầu từ bây giờ hai bạn sẽ phải gọi nhau là anh em. Nếu gọi sai hoặc gọi nhầm sang cậu tớ mày tao hay gọi tên thì sẽ bị phạt hôn ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà đối phương yêu cầu. Không hôn được đấy đâu. Được quyền chọn mà. Thế bây giờ là chọn vào đâu mà. Bây giờ anh em chọn trước. Thôi anh chọn nhá. Ai cho lau đi? Lau đâu? Mát chưa? Mời em. Sướng không? Nhiều ga quá. Bên nhá. Anh sẽ nói là anh yêu. Em một cạnh. Em một cạnh. Thả thính nhiều quá, không thích đâu. Thả sao? Ra ngoài đường cũng thả thính bọn nghe thế. Không. Chân. Nếu mà chàng trai tiến 3 bước để được hôn cô gái thì cô gái lùi 1 bước. Cũng tiến 3 bước thì cô gái lại lùi 1 bước. Hỏi chàng trai sẽ phải bước bao nhiêu bước thì mới được tiến gần lại cô gái. Thì mới hôn được cô gái. Không bao giờ. Ai bảo? 3 bước, 1 bước. Ê làm thử không? 5, ừ làm thử đi. 3, 2. Thế rồi em bước ra đi nào? Đúng rồi ạ. Bây giờ, tiến 3 bước đi. Xem 3 bước nhá. 1, 2, 3. Lại lùi. Thế là lùi về đây à? Ừ. Thế thì anh sẽ hôn em luôn được ở đây mà. Em phải tiến lên. Đấy, chưa? Đúng không? 1, 2, 3. Một lần rồi, hai lần rồi đúng không? 2, 3. 1. 2, 3. Đến đây là được rồi đấy. Thế đi. 1, 2. Thế bây giờ hôn. Có mơ, có mơ. Quanh nghĩ là mình sẽ làm được 4 trên 5. Bởi vì cái hôn bất ngờ thì sợ Bảo Hân tẩn. Nhưng mà thực ra là hôn xong là xong đúng không? Không, nhưng mà anh như thằng biến thái. Anh là gì? Nhưng mà đấy, ra số bước rồi đây. Là mấy? Anh nhân lên. Mấy lần nhở? 4 lần. Thế là 12 bước.
Nhưng mà cộng thêm với cả hai bước cuối cùng là 14 bước. Nhưng mà tính ở đây không chuẩn đâu, anh đã bảo rồi. Em bước linh tinh. Em không cho anh hôn. Không hôn thì thôi. Mất vệ sinh lắm, em ở trên tàu. Mình phải lịch sự. Mất vệ sinh. Nào ơi ơi. Không được lau. Ê, đứng dậy đi. Làm gì? Đứng dậy đi. Làm gì? Khiêu vũ. Hâm mở nắng này. Kệ. Thử ơi, thử khiêu xem vũ nào. Chắc chắn là đằng sau cái lời đề nghị khiêu vũ là một nhiệm vụ. Không biết là anh thích khiêu vũ lên đầy rồi. Thích là được ạ. Phải quan tâm đối phương có thích hay không nữa chứ. Ừ, đối phương không thích thì bây giờ vẫn phải thích. Không, không thích. Nên là yêu rồi. Không đấy, Không, nhưng anh muốn thử xem là trên này có khiêu vũ được không thôi. Đi khiêu vũ một mình đi. Hay khiêu vũ gái. Thôi khiêu vũ đi. Không là không mà. Thật, khiêu vũ. Không. Bây giờ nhá, khiêu vũ xong anh sẽ cho em một cốc coca. Cốc coca á? Nào, ai giờ? Rồi giờ. Nào. Nhiệm vụ à? Không. Hóa ra là anh là người giả dối, anh không yêu tôi, anh làm nhiệm vụ à? Anh có làm nhiệm vụ gì không? Đây, em đang làm cái gì nào? Tổ 24 giờ thử yêu. Không phải, đây là thẻ Vietcombank. Nói với Bảo Hân một câu, hét thật to lên rằng anh yêu em. Lấy coca đi tớ khiêu vũ. Đến rồi. Yes. Không khiêu vũ. Không. Không khiêu vũ đâu, đừng. Đi. Không. Khiêu đi. Không. Mệt lắm. Nhảy thử thôi, để anh nhảy xem anh có biết nhảy không. Em có nhìn thấy nhiệm vụ nào đâu? Nói với Bảo Hân một câu thật to là anh yêu em. Thế đến cái khiêu vũ này có phải đâu? Đúng không? Có thể lắm. Có thể đâu mà có thể. Nghi. Chả nghi gì cả. Tổng kết, nếu ai thực hiện được ít hơn yêu cầu thì sẽ bị phạt một hình phạt bất kỳ của người còn lại. Nếu mà Quang Anh thua thì mình sẽ có hình phạt cho Quang Anh là uống 5 chai nước. Tại vì là mình nghĩ cho đấy khá là thâm. Bác ơi, con cảm ơn bác. Cảm ơn bác. Dạ, con cảm ơn bác nhiều. Dạ. Đẹp quá. Bầu trời vẫn ngát xanh, gió vẫn trong lành. Để một ngày đẹp trời anh cũng muốn ra đường lên xe, lên xe và ra đường cùng em. Có chứ. Hỏi chỉ là đấy là chỉ là bài hát thôi. Không. Bây giờ chúng mình sẽ vào một chỗ khá là lãng mạn mát mẻ để nói chuyện cùng nhau. Nói chuyện gì ngồi đây cũng được mà. Ừ, đây là. Ê, chỗ này. Thực ra là gần đây đấy bên ngay mà, chứng tỏ là em cũng được chương trình đưa cái này nên là em mới lôi của anh ra. Tựa đầu vai của anh cùng ngắm cảnh. Bây giờ check lại nhá, xem ai làm. Check đi, làm hết rồi mà. Ôm từ phía sau của anh, chưa ôm. Xem lại ảnh đi. Thế thì ôm nhau cùng một chùm một tấm hình lắm mà là anh làm rồi này. Đọc hết đi đã, làm hết rồi. Nhà mũi vẫn đựng máu thôi, chúng tôi đáng yêu. Rồi, tiếp đi. Hôn bất kỳ vị trí nào trên cơ thể của anh. Ừ, hôn vào tóc, hôn vào đầu rồi. Lúc mà ngửi sáp ý. Kể lại một kỷ niệm đáng nhớ nhất. Đi uống bia ở vườn đào. Tôi đã thắng, chắc chắn là anh chưa làm hết. Thứ nhất là hãy thuyết phục bảo Hân khiêu vũ. Ừ, không thuyết phục được. Bị phát hiện cái tờ này rồi nên là người ta không khiêu vũ. Thực ra là em cũng định khiêu vũ với anh đấy, nhưng mà em phát hiện ra cái này là em từ chối luôn. Có cô ca á? Nào! Ai giờ? Rồi bây giờ? Ai rồi? Cho anh thua đứt luôn. Hôn bất ngờ vào máu của Bảo Hân. Không thể anh luôn. Anh suýt. Thôi chỉ suýt thôi. Ừ, suýt mà. Thế làm cứ coi như là hôn chưa? Coi như là hôn rồi đi. Coi như là hôn rồi. Vậy đấy là em chẳng may em tự cựa má ra thôi, đấy do anh đen. Nhưng mà lúc nào ấy? Anh
anh suýt hơn đi. Dịch má ra. Là do anh đen nhá. Đen. Rồi. Thiếu kinh nghiệm. Ôm nhau cùng chụp một tấm hình lãng mạn. Rồi. Thuyết phục của Hân là mặt xấu. Làm rồi. Vẫn thiếu mà, nói chung là em làm hết rồi. Anh chỉ cần thiếu một cái là anh thua đúng chưa? Không cần phải liệt kê nữa. Uống 5 chai nước lọc. Ôi. Uống 5 chai nước lọc đi, nó rửa ruột mà. Uống đi nào. Ok. Em cần gì phải rửa ruột đâu, anh thua thì anh phải rửa ruột chứ. Thôi uống từ từ, không uống một lúc đâu. 5 chai nước lọc. Uống một lúc rồi nào. 3 chai. Rồi anh sẽ chấp nhận vậy, nhưng mà ê, lát nữa em có trợ giúp anh không? Thì là không rồi. À không, nếu khác thì uống một cốc. Nhiệm vụ 3. Hai bạn sẽ cùng di chuyển đến địa điểm shop hoa số 16 Cách Mạng Tháng 8 quận 3 để cùng nhau cắm một giỏ hoa. Lưu ý trong suốt quá trình phải làm phải luôn nắm chặt tay nhau, tình cảm thể hiện những hành động lãng mạn quan tâm nhau. Kiểu vừa cắm hoa vừa... Vừa nghịch cái gì? Không. Trong suốt quá trình làm phải luôn nắm tay nhau. Như là kiểu không rời ra. Coi như là kiểu bị trói chặt một tay ấy. Sao đâu, cắm bình thường tay. Mà, đơn giản mà. Em cắm tay phải, anh cắm tay trái hoặc ngược lại. Yêu thì có gì khó đâu.